Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Nay nhà em vừa mới về được một ít hàng CV cóc thường và cóc chống giật. Em quay video lên đây giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Cóc thường hôm nay thì nó có 20A nhá. Đây, điện 220V nhá. Chuyến này về cóc thường rất là đẹp. Cái này toàn 20A thôi, thỉnh thoảng thì nó có lạc một chiếc 30A vào nhưng mà đa số toàn 20A. Cái này thì em bán giá là 30.000 một chiếc. Khách mua 10 chiếc 300.000 miễn ship nhé. Còn nếu mà mua dưới 10 chiếc ấy thì là ship Hà Nội từ 16 đến 20.000. Ship các tỉnh thì là 35.000 một đơn nhá. Mọi người mua 1 chiếc bên em cũng có ship hàng nhá. Đây là hàng cóc thường, hàng này hàng không có chống giật nhá. Mọi người xem kỹ hộ em. Nên mọi người có về mua về thì có thể thay các cái công tắc trong gia đình ấy, bóng đèn, bóng đĩa các thứ là rất là ok. Điện 220V nhá, tất cả đều là 20A này, giá là 30.000 một chiếc. Còn bên này là cóc chống giật. Cóc chống giật thì hôm nay em có 20A và 30A. Đây, cái chỗ này là 20A nhá. 20A thì hôm nay nó có Nationa và Panasonic. Mẫu này em đang cầm trên tay đây là của Nationa nhá. Tất cả đều xài điện 220V. Hàng chống giật, dòng dò của nó là 15mA. Đây ạ. Cái này mọi người có thể mua về để mình lắp cho máy bơm nước này, máy rửa xe hoặc là bình nóng lạnh. Bác nào làm nhà nghỉ, nhà trọ ấy thì có thể mua những cái loại này về này, lắp cho mỗi phòng một chiếc thì nó an toàn nhá. 20A đây, mẫu này là của Nationa này. Nó có mấy cái của Panasonic nhưng mà đa số toàn của Nati thôi. Panasonic đây nhá. Bằng tiền nhau, 90.000 một chiếc. Mọi người có thể lấy Nationa hoặc Panasonic cũng được. Nhưng mà 20A thì đa số nó đang có Nati, Panasonic thì có vài cái thôi, không đáng kể. Đây, còn bên này là 30A, em để riêng cái bên này. 30A với cả 20A thì em nhập bằng tiền nhau nên là em sẽ bán bằng tiền nhau luôn nhá. Giá là 90.000 một chiếc. Đây ạ, tất cả này. Đây, nếu bạn nào có Zalo thì có thể chụp lại màn hình gửi vào inbox Zalo cho em được nhé. Còn không thì cứ báo trực tiếp cho em là mua 20A hay 30A là được. Đây, 30A nhé. 30A thì hàng cóc này là của Mitsubishi đấy ạ. 30A dòng dò 15mA, điện 220V nhé, hàng chống giật. Giá là 90.000 một chiếc. Khách mua 1 chiếc ở bên em cũng có ship hàng. Và khách mua 10 chiếc được miễn ship toàn quốc. Còn đâu mua dưới 10 chiếc thì khách mua tự trả ship giúp em nhé. Đây, 1 chiếc là bên em cũng có ship nhá. 30A là hàng này là của Mitsu này, 90.000 nhá. Đó, hiện tại là hôm nay mới về có 3 loại này thôi. Em chỉ quay sơ 3 loại thôi. Còn đâu em có cả hàng áp tổng nhá. Có cả áp tổng điện 220V và áp tổng lắp gia đình ấy. Và áp tổng 3 pha các thứ đều có hết. Mọi người ai có nhu cầu mua loại nào thì có thể inbox trực tiếp hoặc là nhắn tin có điện trực tiếp. Rồi em báo giá từng loại nhá, nhiều loại lắm. Hiện tại mới về loại này thì em quay loại này trước. Chuyến này thì nó mới về áp thôi nhá. Chuyến này các cái hàng áp cóc này là chưa có vỏ. Có em có đặt vỏ rồi nhưng mà nó đang về sau nhá. Nên là bây giờ chỉ có áp thôi. Mọi người mua áp trước nhá. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thấy hay thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông báo để mỗi khi bên em lên những video mới mỗi ngày thì các anh các chú mình có thể xem được đầu tiên sớm nhất để alo mua được những mặt hàng ưng ý nhất nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ạ.